Thưa quý vị, 300 triệu là số lượng các bức ảnh được đăng tải mỗi ngày trên mạng xã hội lớn nhất hành tinh Facebook. Và nếu in ra các tờ A4 thì theo ước tính của ekip Sống Kết Nối, số lượng ảnh này khi sắp chồng lên nhau có thể cao gấp đôi dãy núi Everest. Và đây là kết quả của việc những chiếc smartphone hay máy ảnh kỹ thuật số đã quá thịnh hành. Do đó mà việc chụp ảnh bằng máy phim đã không còn phổ biến như trước đây nữa. Nhưng không bởi vậy mà biến mất khi loại hình chụp ảnh này vẫn chứa đựng nhiều điều thú vị. Và ngày hôm nay hãy cùng phóng viên của Sống Kết Nối quay ngược thời gian cùng những bức ảnh phim nghệ thuật trong hashtag 247. Chân dung, sự vật hay những phút giây bình dị trong cuộc sống. Đây là nguồn cảm hứng đối với những người trẻ này khi cầm chiếc máy ảnh phim lên để chụp. Cứ như thường lệ, mỗi khi có thời gian rảnh, họ lại cùng nhau gặp gỡ, chuyện trò và bàn luận về những bức ảnh phim. Đối với anh Cao Trung Hiếu, một người đã có hơn 10 năm gắn bó và sở hữu riêng cho mình một tiệm máy ảnh phim, cơ duyên anh tìm đến với thú vui này là từ chính những bức hình đầu tiên tự chụp khi còn nhỏ. Thời ngày xưa, thời mình còn trẻ con chưa biết gì thì bố đưa cho một cái máy, thì tất nhiên thời đấy chưa có máy số. Mình đã từng chụp một cái phim từ hồi lớp 6, chẳng biết gì. Nó về sau này lúc mà mình xem lại ảnh thì tất cả những cái bức ảnh mình chụp rất là vô tư bằng máy phim thì nó là những cái bức ảnh cảm xúc nhất. Về sau mình lúc mình xem lại thì mình quyết định là sau này mình sẽ chơi và sẽ chụp máy phim, thì cái mục đích của mình cũng không cần phải lấy ảnh nhanh hay là kiểu kỹ thuật hiện đại gì cả, mục đích chỉ là những cái trải nghiệm, những cái cảm xúc để ghi lại bằng hình ảnh. Tại vì khi mà chụp một bức ảnh phim thì các bạn bản thân người chụp sẽ nâng niu hơn và sẽ phải đắn đo trước khi chụp, rồi sẽ phải có những cái nói chung là khi mà có cảm xúc thực sự thì mới giơ máy lên bấm. Với mỗi khoảnh khắc, người chụp ảnh phim chỉ có cơ hội bấm máy duy nhất một lần để lưu lại trước khi khoảnh khắc ấy qua đi. Đó cũng chính là điều khiến cho chị Hải Yến yêu thích và quyết định tìm đến với ảnh phim. Thực ra thì mình thích chụp ảnh phim vì ảnh phim nó không nhanh như ảnh số. Thì sau khi chụp xong thì chúng ta còn phải đợi qua một thời gian mới tráng phim. Nó như kiểu là mình chờ đợi cái thứ mà mình chụp ra nó sẽ lâu một chút và mình có trân trọng bức ảnh nhiều hơn. Khi chụp ảnh bằng máy kỹ thuật số hay smartphone, người dùng có thể thỏa thích chụp một số lượng lớn và ngay lập tức xem được những tác phẩm mình đã chụp. Song khi chụp bằng máy phim, người chơi chỉ có 24 hay 36 kiểu trên một cuộn phim tùy loại và phải tốn công sức, đồng thời mất nhiều thời gian hơn cho việc rửa ảnh. Những cuộn phim sẽ được xử lý tại phòng lab. Sau khi lấy ra từ máy ảnh và cắt đi phần cuối, cuộn phim được dán một loại băng dính đặc biệt để không bị tan ra trong khi tráng rửa. Tiếp đó, phim sẽ được cho vào máy tráng tự động với quá trình mang tên C41 gồm 7 bước. Cuối cùng, phần âm bản sẽ được chuyển thành dương bản có màu sắc trên màn hình máy tính. Người chụp hoàn toàn có thể in các bức ảnh này ra hay đăng tải lên các trang mạng xã hội như các file ảnh kỹ thuật số. Một cuộn phim thì mình sẽ tráng nó trong khoảng 15 đến 20 phút. Và chi phí cho một cuộn là 35.000 đối với ảnh phim màu bình thường. Phim đen trắng thì sẽ là giá cao hơn một tí là 80.000. Thì tổng thời gian để tráng một cuộn phim đấy là sẽ rơi vào khoảng 20 phút. So với ngày xưa thì bây giờ mình tráng bằng máy ấy, nên là nó ít xảy ra rủi ro hơn. Hiện nay, khi hậu kỳ với phần mềm Photoshop hay ứng dụng của điện thoại, người dùng đã có thể dễ dàng có được hiệu ứng màu sắc như ảnh trắng phim trên những bức hình mình chụp. Tuy nhiên, được trải nghiệm khoảnh khắc, tự tay nâng niu, lưu giữ không gian và thời gian với từng cú bấm máy, để rồi khoảnh khắc ấy được ghi lại hữu hình trên tấm phim hay sự chờ đợi để bức ảnh của mình hoàn thiện, có lẽ là những điều làm cho ảnh phim luôn mang trong mình một sức hấp dẫn lạ kỳ.